Cảm nhận của Trang là bạn này hát được. Hát được, nha. Hát được. Còn Giang? Hay đó. Hay á. Hay. Cảm nhận của em thì cũng là hát được đó, hát hay đó. Nhưng mà không biết anh Giang nói vậy là ủ mưu là ấy bên kia không nữa. Thì phải họp, họp lại đi. Luôn cả gia đình mình luôn rồi đó. Em hoang mang quá, em thấy hát hay mà em thấy anh Giang nói vậy, em không biết nên nói hướng nào luôn. Anh không cần biết, em đừng quan tâm. Dòng này và dòng sau anh sẽ làm cho Bảo Thi thua sắp mặt. Em tin anh. Anh có cảm giác như hồi xưa giờ gia đình em làm ăn gì mà giật mối của nhà Giang hay sao mà sao ta ghét em dữ vậy? Có không em? Có hận hùng không? Không hề có gì luôn á. Sao ta ghét em dữ vậy cưng? Không xong hiểu mà, luôn á. Hay là em bỏ khăn cho quán Trường Giang mà khăn tẩm quá chất rồi. Có khi nào tới ăn chưa trả tiền không cưng? Cái mặt người ta đẹp xinh lung linh vậy đấy. Có khi nào nhỏ tới ăn không trả tiền không? Người ta thái chủ tịch vậy á. Em nói thật luôn là tại vì em biết chương trình mình trôn khách mời dữ lắm. Kể cả anh Thành với anh Giang là hai người ngồi đây mà nhiều khi đoán cũng không được. Bởi vì trời là quay các bạn nó diễn. Trời các bạn ơi, nó diễn. Sao nhỏ này nó nói đội trưởng nó không ra gì trong việc là. Anh biết lộn tim không? Thiệt á chứ, anh buồn ghê. Không, thì... không, không, ý em nói là đôi khi còn chuyện này là em thấy anh đúng nè. Đó, mày đúng có cái chỗ nào vì thấy con này có sàm sàm cho nên nghĩ hát dở hay sao? Em nghĩ là thật ra em thì không có lẽ là em hơi lơ là, em không có chú ý cái khẩu hình miệng. Tại vì em tin là các bạn có thể diễn được, giả bộ được. Nhưng mà nhìn mặt bé này đúng là có cái nét hơi hài đó anh. Hơi hài hài. Mà thường những người hơi hài hài như vậy thì có lẽ nên đi đóng hài. Ủa mà em nói thiệt chứ tự nhiên chương trình cứ bày ra cái công việc xạo xạo đó để làm cái gì anh? Em ơi, qua những cái gì mà các bạn ấy thể hiện, đôi khi chúng ta phát hiện được những cái điều mà rất là đáng giá nha. Cái nghề nó không giúp ích được gì cho chúng ta, nghĩ như vậy là sai. Trong quá trình làm nghề nó lòi ra những nét xàm. Dạ cho em hỏi nè, liên quan tới hát hay hay hát dở luôn liên quan anh? Chứ em, thí dụ một cái người họ diễn quá dễ sợ, mình biết họ bên ngành sân khấu. Một cái người mà thế mà họ biết là họ hát hay và biểu diễn đi, biểu bao thi diễn đi, em sượng. Em ủa, làm không được. Chứ anh Thành cũng làm sân khấu mà anh hát cũng hay mà chứ. Dĩ nhiên là không phải cái nào cũng on way. Sometimes. Thấy lúc mà bạn vừa hát vừa nhảy thì cái kiểu bạn rất là biết diễn luôn. Thì có thể đúng là bạn làm dancer thật. Hát hay hay không thì thật sự khúc này là không em... nhận ra. Mà dù gì em cũng đã chọn rồi nên bây giờ với bạn này thì vô thưởng vô phạt. À, vô thưởng vô phạt. Em nghĩ là không hay đi. Theo cảm giác của Trang, có thể số này người ta mời nhiều bạn hát hay cho mình. Dạ. Theo chị thấy. Không, em thì cũng thấy là bạn vừa hát vừa nhảy cái kiểu rất là feeling, kiểu mà thấy ok lắm nhưng mà thôi. Hên xui. Võ Minh Sơn á vừa gửi một tín hiệu từ vũ trụ xuống cho em. Nói là anh bạn này là một người dancer chuyên nghiệp, rất đam mê ca hát, nhưng giọng hát thì chỉ là giống như là một TikToker thôi. Từ sao tôi nghĩ ông này hát hay ta? Cái gì vậy? Anh sẽ cứ đi ngược cái tụi mình nha, gia đình mà anh cứ đi ngược hết người còn lại luôn á. Luôn á. Cái cậu số 4 mà Bảo Thi chọn là hát dở nha. Sao mà người ta chọn rồi mà cứ kiếm chuyện gia đình người ta hoài vậy? Thí dụ có ca dở thì dòng chót nói. Không, em thấy là bạn đó hát hay, bạn số 4 hát hay. Bây giờ thì các bạn đã có sự lựa chọn hết chưa? Rồi. Thấy đoàn Trang mà rất là sẵn sàng và muốn được nói trước, lựa chọn trước phải không? Khoan, trước khi nói cho tôi nói cái này đi. Tôi thiệt á, mặc dù nãy giờ nó binh tôi mà tôi không phải giành mặt đồng đội tôi. Sao vậy? Anh Thành này, mình loại hết người hát hay. Cô bà Trang hát người hát dở. Cho nên 2 triệu em, 2 triệu cái đó. Ồ, ha vậy. Tôi không ngờ là ngày hôm nay công chúa ông bóng tới đây mà không đến với tâm thế là công chúa mà đến phù thủy bong bóng. Nè nè, xin lỗi, đừng hại được, làm sao hại được bà dì của tôi. Còn đội chúng tôi đã suy nghĩ sâu xa và chúng tôi đã có tia qua tất cả các vị trí. Cái gì cũng vậy, dàn sự khởi đầu nan, phải có bước đầu tiên thì phải có những bước sau. Bước đầu tiên mà vấp ngã thì cả cuộc đời sẽ sai đó. Cho nên cái bước đầu tiên là gọi, người ta gọi là bước số 1 đó. Thì chúng tôi muốn cho đội bên kia phải hối hận về những sự lựa chọn khác. Và chúng tôi biết đội bên kia đang chọn số 1 đúng không? Chúng tôi chọn số 1 trước. Đó. Số 1, cô dâu ở vị trí số 1. Vậy hồi nãy em làm vậy thì cũng quề với anh Giang thôi. Anh Thành, em mới nghe là nãy trong hậu trường á, nói cái luật mới là mình chọn sai phải phạt 2 triệu. Thì em với chị Yến, không chịu này nọ. Chịu nhưng mà chị Bảo Thi là đâu có sao đâu, phạt 2 triệu thì mình đền bù cái lỗi lầm của mình cho với lại các ca sĩ thôi. Thấy người ta tự tế rồi. Tự tế rồi, để tính lợi người hát hay để anh hát người hát dở. Anh nhớ là Bảo Thi gặp người có điều kiện, 2 triệu không nhầm nhò gì, 20 triệu cũng không chắc sao. Chắc tụi em nghèo. Thiệt á.
Vậy thì bây giờ đội Trấn Thành chọn số mấy? Em nói mà em nhậu dịch cái đội bên kia nãy giờ em cũng phải bảo vệ lại con em hết chứ. Nói một hồi con nhỏ không ra con người. Mà tự nhiên dặn dẹo ta nói biết là lộn số 1 phải tao lộn trước. Ủa? Đội tôi báo là tôi là số 1 hồi nào? Ai biết sao biết tôi là số 1? Chứ là số mấy nè. Dạ thưa anh, xét về trình độ ca hát ở đây thì như em đã nói, đội em sẽ luôn luôn dành ưu tiên cho những người tâm sạch, hát chân thành. Đó, thì mình đại diện gia đình mình lựa người đi cưng. Như chúng ta đã thỏa thuận rồi đó em. Ủa mình thỏa thuận gì vậy anh? Ôi thỏa thuận được cái ngồi mà đau, đau quá, đau. Mà lấy con dao ra mà à. Rồi đó, lấy con dao ra mình quay lại nhìn nhau lại lần nữa. Đang đau tim nó không được nữa. Thử giúp anh. Có nghĩa là hai người này á rất là tin em. Nói là em chọn đi. Nhưng mà đúng là hồi nãy em chọn số 1 thiệt. Không, anh Sơn nói Trường mà. Trường Giang đúng đó, mà. Sơn nói là... Anh em, nó tát mặt em ra cái. Nó tát mặt em. Giấu rồi. Thôi em đừng có giận em. Tại thật sự là mình nói số 1 thiệt mà. Đâu có, anh không có giận đâu. Anh cái thời gian này anh dành cho việc nhục chứ đâu có giận ai được. Vậy bây giờ số 1 người ta đã lựa chọn rồi, mình chọn số mấy thì? Bây giờ vậy đi. Duyên mà. Mày đâu biết trước được đúng không? Nợ không là tự tạo nè. Nữ mà em loại hai người thì còn lại bà số 3 mình sẽ rất là dễ suy ra người hát hay hát dở, đúng chưa? Dạ. Nên để dành chương trình nó hấp dẫn. Dạ. Loại là loại nam. Nè, anh nói cho Thi nghe nè, hai bạn này á là đến từ Vĩnh Long. Rồi nữa. Yêu nhau rồi. Định Vĩnh Long mà không biết nhau, sao đến nhau rồi mới biết là ở chung Vĩnh Long. Thì ở dưới quê mà hai bạn này nếu giờ bị loại một cặp về quê thì về nhà gặp bà ngoại nó nhai trầu. Hả? Cái bà ngoại hỏi, ủa sao tụi con, ai loại tụi con? Ai vậy? Ai vậy? Bà vậy của con? Bảo Thi ngoại ơi. Trời ơi, quỷ đẹp sao nó ác vậy? Đó. Anh sẽ mang tiếng ở dưới Vĩnh Long. Em bỏ đi em, đừng tin. Đâu Vĩnh Long, cái này tới Bà Rịa là cùng thôi. Em sẽ lắng nghe anh Thành ở việc không chọn nữ nữa mà là chọn là bạn nam. Và bạn nam số mấy? Mình sẽ chọn bạn số 6. Rồi, đó là ý kiến cuối cùng của Bảo Thi. Thi à, thà em chọn bên đây luôn, anh không tức. Có nghĩa là gì? Một cặp họ cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau ra về. Họ có hạnh phúc đâu anh, nhìn mặt đơ và hạnh phúc thế nào? Hạnh phúc gì mà. Cảm nhận của Trang là bạn này hát được. Hát được, hát được. Còn Giang? Hay đó. Hay á. Hay. Cảm nhận của em thì cũng là hát được đó, hát hay đó. Nhưng mà không biết anh Giang nói vậy là ủ mưu là ấy bên kia không nữa. Chị phải hợp, hợp lại đi luôn cả gia đình mình luôn rồi đó. Em hoang mang quá, em hát hay mà em thấy anh Giang nói vậy em không biết nên nói hướng nào luôn. Anh không cần là biết, em đừng quan tâm. Dòng này và dòng sau anh sẽ làm cho Bảo Thi thua sắp mặt. Em tin anh. Anh có cảm giác như hồi xưa giờ gia đình em làm ăn gì mà giật mối của nhà Giang hay sao mà sao ta ghét em dữ vậy? Có không em? Có hận hồn không hề có gì luôn sao anh. Sao ta ghét em dữ vậy cưng? Không mà, hiểu luôn á. Hay là em bỏ khăn cho quán Trường Giang mà khăn tẩm quá chất rồi. Có khi nào tới ăn chưa trả tiền không cưng? Cái mặt người ta đẹp xinh lung linh thì phải nói. Có nào nhỏ tới ăn không trả tiền không? Thái thử chủ tịch vậy á. Chỉ một tích tắc, chưa đến một giây nữa. Nhưng mà anh Trấn Thành vừa rồi không để ý. Đó, đó. Quay qua đây anh nói. Hay cái bé cầm bóng bông vậy. Là kiểu anh Thành ơi, anh sai rồi. Khoan. Nó sai và nó đúng vô. Trong câu nói của tôi nó có hai chỗ đáng cười. Một là khi mà tôi đoán sai. Chết mày rồi Trấn Thành. Đó là một ý. Cái hai là nó cười ngay cái chữ mép mỏ. Không có. Nhiều khi nó cái mép mỏ của bà dướng vô cái xe cái. Cái đoạn này. Cái vấn đề nằm chỗ đơn giản thôi là quấy đang đứng bình thường thì quấy muốn tạo dáng xíu thôi nhưng mà qua miệng bà Bảo Thi. Không có. Không có. Có. Nhỏ bình thường thôi à. Có mà. Có. Em thấy mà. Là... Không có. Cho tôi hỏi. Nếu nó ca dở tại sao nó quánh cái má hồng đậm vậy? Ủa mắc mớ gì không được quánh đâu hồng đậm. Ủa mắc mớ gì chứ cho ca dở sao quánh mỏ đỏ quá nè. Em tới đây là với mục đích lấy chồng nó khác. Còn con bé tới đây là với mục đích debut. Nó show nó ra thế giới. Debut. Không thấy gì hết. Thấy Nguyễn Mãn Lương nhưng vẫn cảm nhận được đây là một cô bé biết hát. Bởi vì ngay từ cái lúc mà quần quần ở chỗ vùng đó vàng, đó vùng là vàng. Mình vẫn còn thấy được cái sự vùng vằng. Thì chỉ có người biết hát đàng hoàng tử tế mới có thể vùng vằng một cái cách nghệ thuật như vậy. Tiếp theo anh chàng đứng ở vị trí số 4 nè, Bảo Thi lựa chọn đúng không em? Biết đâu sẽ có cái sự suy nghĩ khác. Em ơi đừng làm chị thất vọng nha. Mời bạn. Tình chăm mến.
Con ngoan lắm con. Con làm trả giật mình. Nể con Ngân. Ngân dễ sợ thiệt. Rồi thôi hai đứa con về chỗ. Anh Nghĩa mà nó đẩy lên làm cha mày luôn thiệt. Hồi nãy là tôi tính trong bụng tôi chuẩn bị sẵn gian chuẩn bị chửi rồi. Tại vì cái hình đó là hình sân khấu của đám cưới em với vợ em Giang Phương. Mà em thấy là lau nước mắt em chắc đưa vô cái bài mà chia ly đó là tính chửi rồi. Nhưng mà không, cái người bị đưa vô không phải là tôi mà là anh Nghĩa. Đẩy lên cái lên tới hàng cha luôn. Cũng may là bé đã được Bảo Thi lựa chọn từ đầu. Chứ nếu không chắc chắn thế nào tôi cũng xúi Trấn Thành với Trường Giang loại. Thi à, xin hỏi thật lòng, thật tâm, sao có màn trình diễn vậy rồi? Em càng tự tin hơn. Chơi. Tự tin ở cái điểm nào hả Bảo Thi? Lý do vì sao em tự tin hơn là khi người ta hát hay người ta đâu có cần đưa ra cho mình nhìn chi, người ta phải càng giấu đi nữa. Sai. Nếu hồi nãy mà nhạc lên là chỉ cần cái người hát hay á là từ tốn phải không? Còn mới hát dở đây. Cái này anh Giang lại sai nữa, người ta dằn vô đúng nhịp anh. Đúng rồi, người ta dằn qua là vô câu hát. Cái đó là khúc cao trào mà. Thì nỗi đau đang gần đến rồi. Hãy đón nhận đi em. Nhưng mà hồi nãy sự lựa cái bài tình cha cũng chưa hay lắm. Bây giờ quay qua ôm Nghĩa. Mẹ già như chú chín cây. Lại chú chín cây lại này. Hay quá. Anh Giang ơi. Đúng như những gì anh Giang sắp xếp. Mình chơi đúng mình không chơi mà. Để hai ca sĩ này mình làm trong gặp được hai giọng hát hay. Đúng rồi. Đúng như những gì mình đã sắp xếp. Hay quá. Ủa nó nghe là Giang. Tức là em sắp xếp luôn cả bài hát của Bảo Thi hôm nay luôn. Đúng vậy. Tụi em làm hết rồi anh. Tụi em làm. Bảo Thi ơi, Bảo Thi cuối cùng em là như hình nộm. Ai muốn giật dây em giật cái sao vậy? Không anh ơi, cái kết quả cuối cùng là ngày hôm nay em thấy em chả có gì quê hết á. Từ đầu tới cuối em nói gì em thấy cũng có cái khúc cũng quê, nhưng mà không quê bằng cái đội bên kia, nhất là cái người ở giữa. Cái người ở giữa.